dế mèn, các kè bọ cạp, chứng kiến nhộng ong của trang trại Thanh Xuân. Hàng ngày các sản phẩm được ra vào liên tục và xuất đi cho các tỉnh với số lượng rất là lớn các loại côn trùng hay là các cái hộp dế. Mà bây giờ sẽ lấy một thùng côn trùng các loại để đi giao kèm với các thực phẩm khác. Hôm nay trời Hà Nội rất rét, rất lạnh, trời mưa gió rét. Gọi lại cho mình.